Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn cùng quay trở lại với chương trình du lịch và trải nghiệm thực tế cùng mình. Và mình là Tuấn, trung tá, và rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chuyến đi này. Thưa các bạn, thì điểm đặc biệt của chuyến đi này là đó là chúng ta sẽ biết cách và cùng chạy thẳng ô tô qua nước bạn Lào và tha hồ trải nghiệm. Nếu có điều kiện thì các bạn có thể đi qua Thái Lan, qua với thành phố Udon Thani, hoặc có thể là đi qua bên Mục Đa Hán. Và các bạn biết rằng là thành phố Udon Thani được mệnh danh là một thành phố đáng sống vì từ Lào qua Thái chỉ cách một con sông Mekong, mất 3 tiếng đồng hồ chạy xe qua, và chúng ta có thể đến với trung tâm thành phố Udon Thani của Thái Lan để tha hồ mua sắm. Việc đầu tiên cho chuyến đi này thì ngoài những thứ chuẩn bị cho sinh hoạt thì cách đó một tuần chúng ta phải đến ngay sở giao thông vận tải nơi bạn đang sống, mang theo một chiếc xe mà chúng ta muốn sử dụng với đầy đủ giấy tờ cũng như là mọi thứ, thì xin cấp giấy phép liên vận Việt Lào. Việc này chỉ mất một buổi thế là xong và kinh phí chưa tới 100.000. Và chúng ta đã đến cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị. Cửa khẩu này không đông nên cho nên thời gian chờ đợi rất là ít. Thì ngoài việc mỗi người mang theo hộ chiếu không được quá thời hạn là 6 tháng thì chúng ta có thể mang đầy đủ giấy tờ bằng lái xe, giấy phép liên vận Việt Lào vào cơ quan hải quan ngay cửa khẩu để làm thủ tục. Đến cửa khẩu thì chúng ta thực hiện tiếp hai việc cần thiết, đó là đổi tiền và mua SIM. Ở Lào thì sử dụng tiền kíp và ở Thái thì sử dụng tiền bạt. Chính vì vậy chúng ta cần phải đổi tiền kíp để chu du tại Lào mấy ngày. Tỷ lệ quy đổi ngay thời điểm đầu năm 2018 đó là 2.75, tức là 100.000 tiền Việt sẽ đổi được khoảng 35.000 tiền kíp. Và câu chuyện về tiêu tiền tại Lào như thế nào thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Việc tiếp theo đó là mua SIM điện thoại. Thì với những người nhiều tiền hay là cần roaming thì chúng ta có thể bỏ qua bước này. Nhưng ở Lào thì có mạng Unitel, đó chính là Viettel ở nước ta, sống khá tốt. Nhưng mà quan trọng nhất thì giá điện về Việt Nam của Unitel nó rất rẻ, chỉ cần 2.000 trên 1 phút nếu từ Unitel mà điện qua cho Viettel, cái số Viettel ở Việt Nam chúng ta. Tất nhiên sẽ mất gần 30.000 một phút nếu như điện từ Unitel qua nhà mạng khác như là Vinaphone hay Mobifone ở Việt Nam. Cái gì nó có giá của nó hết cả. Chính vì vậy chúng ta nên lựa chọn cái giá nào mà cảm thấy ok nhất. Và tất nhiên thì các bạn nên mua hai SIM, một SIM dùng cho điện thoại liên lạc và một SIM chuyên dùng để dùng data internet phục vụ cho chuyến đi. Nạp sẵn tiền vào đó và hỏi cách mua thêm data, không mất bao nhiêu tiền nhưng mà chuyến đi nó sẽ tốt hơn. Và với lịch trình này thì các bạn có thể tự hào rằng, nói với bạn bè, tôi đã phóng ô tô qua nước ngoài chơi, và cảm giác trải nghiệm thì hoàn toàn khác với việc các bạn ngồi lên máy bay và bay qua rồi lại bay về. Rồi bây giờ chúng ta hãy dán hai miếng dán có chữ VN được cấp khi làm giấy liên vận lên xe và khởi hành thôi. Thưa các bạn, thì trên đường đi chúng ta sẽ vừa đi và vừa nói chuyện về vấn đề làm thế nào để đăng ký cũng như mọi thứ thủ tục. Và thưa các bạn, thì việc để đưa ô tô riêng của chúng ta đi chu du trên đất Lào nghe có vẻ khó, nhưng sau câu chuyện này thì các bạn có thể thấy rằng là nó rất dễ. Đặc biệt là khi cầm xe ta qua phóng xứ người, nó rất là sướng. Sướng như kiểu chúng ta mang ngôi nhà di động của mình đi theo vậy. Và lưu ý rằng là chúng ta sẽ phải làm thủ tục xuất ở Việt và nhập ở Lào. Quan trọng nhất, xin nhắc lại, quan trọng nhất của chuyến đi này là chúng ta bằng mọi giá phải mua ngay bảo hiểm cho xe ở Lào. Nếu không mua thì cực kỳ rắc rối trong chuyến đi. Chúng ta phải mua ngay ở cửa khẩu và chi phí cho xe lẫn người, bao gồm cả bảo hiểm trong 10 ngày, tại đây thì mất khoảng 800.000 tiền Việt. Ở khu vực này thì chúng ta hoàn toàn có thể dừng lại để ăn cơm trưa với món cơm gà và xôi sụn. Nhưng nếu như bạn đi
Buổi sáng sớm thì bạn hoàn toàn có thể chạy thẳng và đi đến một khu vực khác để trải nghiệm món ăn mà chúng ta sẽ tiến tới để ăn một chỗ khác cho nó lạ. Và chạy tầm khoảng vài chục cây thì chúng ta sẽ đến khu vực chào sân đầu tiên của Lào và cầm ngay giấy tờ cũng như hộ chiếu vào để nộp tiền rồi đi thôi. Vâng, đúng như lời đồn thì không có đường nào phóng xe đã bằng đường Lào. Có thể các bạn chưa quen và luôn để ý bảng tốc độ, nhưng mà đối với những người đã sống ở Lào thì câu chuyện chạy xe đường này tầm khoảng 100 đến 140 km/h, đó là điều bình thường. Tất nhiên không khuyến khích các bạn chạy nhanh, sẽ rất là nguy hiểm. Đi du lịch dạng cả gia đình mà đưa xe ô tô qua nước ngoài thế này thì quá thích đúng không ạ? Và xin nhắc lại các bạn là ở cửa khẩu, lúc làm thủ tục xuất nhập cảnh thì người ta bảo mua thủ tục gì cứ mua. Ông cha ta bảo là phép vua thua lệ làng, cứ làm đúng. Chính vậy tiếc tiền là cứ gặp phiền phức ở nước ngoài, và với lại người ta đi rồi thì người ta sẽ biết. Mình mới đi thì đừng có dạy khôn người ta, bởi vì tiếc một đồng sẽ hỏng cả một chuyến đi các bạn ạ. Đó là kinh nghiệm. Và nhiều bạn cứ nghĩ mỗi khi mà bảo đi du lịch Lào thì bảo nghĩ ngay là đi Lào có gì đâu. Nhầm, mỗi nơi có một cái hay và văn hóa khác nhau. Cá nhân mình nghĩ thì khi đi du lịch Lào, Thái, những nơi vùng quê thì mới khó, khó nhất trong các chuyến đi. Cái gì đi đến đâu mà biết tiếng Anh thì khỏe, nhiều lúc Gmap thì cũng lạc tưng bừng. Các bạn biết là đi qua những nước như là Lào và Thái, đi về vùng quê cực kỳ khó. Nếu mà bạn biết tiếng Anh mà người dân không biết tiếng Anh thì cũng như không. Và có thể nói rằng cái chuyến du lịch Lào này là một cái chuyến đi rất là thú vị. Và sẵn các bạn xác định rằng là khi đi du lịch Lào là chấp nhận nắng nóng, kiểu như là đi khu vực vùng cao Tây Nguyên ở nước ta. Nó rất là nắng nóng, cực kỳ nắng nóng. Chính vì vậy khi đi các bạn nên chuẩn bị một số thứ để chống nắng. Ở Lào thì giao thông giống y hệt Việt Nam và cũng sử dụng xe ô tô có tay lái thuận và đi về phía bên phải, nên các bạn hoàn toàn an tâm. Và bằng lái Việt Nam vẫn chiến tại Lào được. Thì quãng đường chúng ta sẽ di chuyển lên Savannakhet khá dài, chúng ta cứ chạy thoải mái nhưng để ý biển hiệu giao thông. Một điều lưu ý nữa đó là khi đi vệ sinh ở Lào thì cũng giống như ở Thái Lan, chúng ta cứ ghé bất cứ cây xăng nào để nghỉ ngơi và đi toilet thoải mái không mất tiền. Đừng có đi đái bậy và làm bậy như ở Việt Nam, thì chúng ta hay gọi là đó là tiểu đường, rất là mất mặt. Quá trình chúng ta ăn uống hay là trong xe cũng nên chuẩn bị một bao rác, đổ đứng nơi quy định và đừng có mở cửa kính ném ra ngoài thì càng mất lịch sự hơn nữa. Một điều quan trọng nữa là tuyệt đối giao thông trên đất Lào không được bấm còi. Quan điểm của người Lào là bấm còi chỉ dành cho bò và chó chứ không phải cho người. Rất là kinh hoàng. Trong những ngày lưu thông tại Lào thì tuyệt nhiên mình không nghe một tiếng còi, nhưng khi vì về gần đến biên giới Việt Nam thì nghe còi sau lưng inh ỏi, và không cần nói chúng ta cũng nhận ra đồng hương. Vâng, đặc sản của chúng ta đó là còi to cho vượt. Và vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường rất thích các bạn ạ. Mọi thứ vẫn còn rất là hoang sơ, xe cộ cũng thô sơ theo, và lâu lâu có vài thiếu niên đầu trần phóng xe vi vút. Và các bạn để ý nếu như ở trên mặt đường sẽ thấy một số những vệt phanh trái đường thì chắc chắn là phóng nhanh cho nên phanh gấp như thế thôi. Xe máy ở khu vực biên giới này thì ít có biển số và cứ để vậy và chạy, không cần phải đăng ký để chạy luôn. Và chắc chắn việc chạy không cần giấy tờ thì giá tiền nó sẽ thấp hơn nhiều. Và các bạn lưu ý rằng Lào là xứ sở xe bán tải cũng như các loại xe đắt tiền chạy bằng dầu, và loại xe hai cầu rất được ưa chuộng. Nếu bạn chạy xe xăng chuyên đổ A95 thì qua đây hơi bị khó tìm.
đa số là phổ biến dầu diesel và xăng A91, thì cái loại xăng này nó tương tự với xăng E5 tại Việt Nam. Các cây xăng trên đường hầu như chỉ có hai loại A91 và dầu. Và một điều nữa là giá xăng dầu ở Lào rất là cao, hầu như đắt gấp rưỡi lần giá Việt Nam. Ở tại thời điểm 2018, nếu như giá xăng A95 tại Việt Nam là 20.000 thì ở Lào phải hơn 30.000 trên 1 lít. Chính vì vậy khi đi du lịch qua Lào bằng ô tô, các bạn nên sử dụng xe chạy dầu để đi qua đây là tốt nhất. Và cái việc mà tìm ra cây xăng có A95 khá khó. Chính vì vậy mỗi lần đổ thì các bạn nên đổ đầy bình xăng. Và xăng A95 thường có ký hiệu chữ Plus Super 95. Tất nhiên thì tất cả mọi cây xăng thì các bạn có thể dừng chân và vào toilet rất là bình thường. Nhưng tuyệt đối nhắc lại thêm lần nữa là chúng ta không được sử dụng cái món tiểu đường ở tại đất nước bạn Lào. Vâng, chúng ta đã đến Phà Lan, một địa điểm dừng chân ăn trưa và thưởng thức các món nướng ăn cùng với xôi rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ ghé vào để thưởng thức nha. Vâng, thưa các bạn, thì khi bước vào thì chúng ta thấy không khí khá là đông đúc. Bởi vì thì ăn món gà nướng chúng ta sẽ có hai chỗ. Chỗ thứ nhất là ngã ba Seno và thứ hai là ở chỗ Phà Lan này. Tất nhiên thì mỗi người một khẩu vị và mình thích ăn ở Phà Lan hơn. Ở đây có rất nhiều món rất là lạ. Ví dụ trước mắt chúng ta đó chính là món bọ xít nướng mọi. Và trải nghiệm thì chắc chắn thì không phải ai cũng có thể là có đủ cái bản lĩnh và bớt sợ để có thể trải nghiệm cái món này. Bởi vì nó nướng mọi hoàn toàn chứ không có rang chanh, cho nên là mùi vị thì nó khác hẳn. Và hầu như ở đây thì ăn bóc bằng tay nha các bạn. Chính vì vậy các bạn nên rửa tay trước. Bây giờ thì mình sẽ vào hỏi và ăn thử món gà kèm với xôi. Ở đây thì có rất nhiều món nướng, cá nướng này. Cá này thì mình nhìn thì nó tương tự như con cá mà cá ngạnh ít. Cá có hai cá ngạnh hai bên và được chế biến, nướng, bỏ sẵn đấy. Ai ăn thì người ta sẽ mang ra nướng cho mình. Rồi bên này là thịt chuột. Cái này cũng đủ bản lĩnh mới ăn. Thực sự ra thì đây là một số món đặc sản. Chẳng qua chúng ta chưa ăn lần nào thì chúng ta sẽ sợ. Nhưng mà khi thưởng thức thì nó rất là ngon. Bởi vì chế biến rất là kỹ, hoàn toàn không sợ cái chuyện mà chuột bệnh biếc này nọ là không có. Còn bên này là món gà được làm sẵn. Chúng ta có thể chọn cá. Cá cũng được nướng và cắt đường từng lát thì đem ra chấm với món tương của người ta rất là ngon. Chuột. Bên này là đùi gà thì giá nó đắt hơn một tí xíu. Nó tầm khoảng giá trị tiền thì nó gần gần với giá ở Việt Nam chúng ta. Thì ở đây thì mình hỏi thì tầm khoảng 50 mấy nghìn tiền Việt. Còn đây là món nem thần thánh của Lào. Nem chả thần thánh. Món này đem về Việt Nam nhậu thì tuyệt vời luôn. Đấy, đây là món da. Da chiên giòn. Rồi, còn đây chúng ta sẽ xem cận cảnh một tí xíu về món bọ xít nướng. Một cái món ăn mà thực sự là nếu ai mà ăn lần đầu thì rất là sợ. Bởi vì nhìn bên ngoài thì nó giống như là một con rán. Nhưng mà thực sự thì khi mà thưởng thức cái hương vị của bọ xít này thì rất là ngon và béo. Nó có cái mùi vị khác hẳn. Còn phía bên cạnh này là chúng ta có thể thấy rằng đó là món chuối khô. Chuối khô và bỏ từng bao như thế này để bán cho khách. Ở cái địa phận này thì đa số lượng chuối cung cấp về Việt Nam cũng khá khá nhiều. Và hầu như cũng 70-80% lượng chuối từ phía Lào chuyển qua Việt Nam để bán. Thực ra thì hầu như người Việt qua thuê đất của Lào để có thể trồng chuối và đem về Việt Nam bán, phục vụ những ngày lễ Tết, cúng tổ tiên. Còn theo mình đây nghĩ thì đây có nghĩa là món khoai. Một số đồ phục vụ
bữa ăn có thể là món nộm và canh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía bên trong để có thể tìm hiểu một tí xíu về món xôi. Xôi ăn với gà nướng hoặc là cá nướng. Theo mình tìm hiểu thì món xôi được làm sẵn, bỏ vào trong thùng như vậy. Và các bạn cũng biết rằng là xôi ở Lào thì có một cái điều rất là hay là chúng ta ăn bằng tay. Ăn bằng tay hoàn toàn. Chính vì vậy mình luôn là nhắc nhở mọi người là rửa tay trước khi ăn. Và món xôi này khi chúng ta ăn bằng tay bóc vào thì nó không bị bám vào tay, nó không bị dính dính như kiểu mà chúng ta hay nấu ở nhà mà không biết hong xôi. Và quá trình hong xôi thì người dân Lào thường mang xôi ra và giải đều xôi lên trong quá trình hong để cho nó bay hấp bớt cái hơi ở trong xôi. Nên khi đó chúng ta ăn và chúng ta vò bằng tay thì nó không bị dính ở tay. Sau khi nấu xong thì người ta sẽ bỏ vào trong cái chõ như thế này để đem ra cho khách. Theo kinh nghiệm của mình thì vào đây ăn thì nếu như mà bạn ăn khỏe thì bạn có thể gọi một cái chõ như thế này. Thực sự một chõ như thế này ăn rất là nhiều. Và chính vì vậy các bạn nếu như mà đi tầm khoảng 3 người thì chúng ta gọi 2 chõ thôi là ăn cũng đã no lắm rồi. Và qua bên này chúng ta sẽ xem cách chế biến món cá. Cá hầu như là cá tươi và được thông que sẵn vào thân cá, rồi sứa cũng như tẩm ướp mọi thứ sẵn sàng và đem ra nướng. Thì tất nhiên một số bạn sẽ hơi thắc mắc là ruồi hơi nhiều, nhưng mà nhiều lúc bây giờ chúng ta thấy ruồi chúng ta lại an tâm bởi vì nó không có chất hóa học gì cả. Con này là con gì? Con chuột. Con chuột à? Ở trên dàn nướng này các bạn có thể thấy một dàn chuột, con nào con ấy béo búp mít. Ở bên cạnh là cá. Chuột cá. Ở đây thì người dân nước bạn Lào đa số là nướng bằng than chứ không còn nướng bằng điện hay là nướng bằng lò vi sóng các kiểu. Mà than Lào thì cực kỳ chất lượng. Rồi, đây là món gà nướng. Khi ăn chúng ta sẽ chấm với món tương. Gà nướng rất là thơm ngon mà chúng ta chỉ bóc tay thôi, không có được. Tất cả mọi thứ đều phải dùng bằng tay hết. Và ăn trải nghiệm thưởng thức. Xôi không dính vào tay. Vị xôi rất là thơm. Thịt gà thì kiểu như là nó còn đẳng cấp hơn cả gà chạy bộ nữa. Thịt dai, ngọt. Đây các bạn nhìn kỹ là có thể biết rằng là nó rất là dai. Chấm với món tương này. Chấm với cái kiểu như tương nhưng mà ớt pha với nước mắm mặn mặn cay. Còn đây chính là món cá nướng các bạn. Cá ở đây khá là to và có từng thớ thịt, thì có thể là cá song bởi vì bản chất của đất nước Lào là hầu như là không có biển và sông Mekong vây quanh bao quanh. Đấy, cá các bạn có thể thấy là xé từng thớ thịt ăn rất là sướng. Có chuột đó mà. Có chuột đó. Lại nói một chút về than của Lào thì rất là chất lượng bởi vì nó không có khói, hầu như khói rất là ít. Lượng khói các bạn nhìn thấy đây là chủ yếu là mỡ chảy ra và có khói. Thực tế ra thì than Lào người ta có một cái công nghệ riêng để chế biến, làm cho than hầu như chỉ có gọi là đốt nóng thôi. Còn đây chính là cách chế biến đu đủ để làm món súp. Đu đủ món súp này cũng là cái món đặc trưng của Lào khi ăn với xôi. Đậu đũa các bạn. Món đậu đũa này thường thường người dân Lào thường hay chấm với mắm ruốc hay còn gọi là mắm tôm mà loại đặc ấy. Chấm ăn sống rất là ngon.
Rồi ok, sau khi chúng ta đã thưởng thức một số món nướng thần thánh của đất nước bạn Lào thì bây giờ chúng ta sẽ lên đường và tiến thẳng về Savannakhet. Quãng đường khá xa, chính vì vậy chúng ta vừa đi và vừa tâm sự cũng như vừa nói chuyện về đất nước bạn Lào. Thưa các bạn, thì trên đường chúng ta đi đến Savannakhet thì chúng ta nên ghé một ngôi chùa cực kỳ linh thiêng và hầu như ai đến đây đều phải ghé, đó là ngôi chùa Thát Inh Hang. Và ngôi chùa này được xây dựng vào giữa thế kỷ 16 ở miền trung Savannakhet, được xem là điểm hành hương thứ hai sau di sản văn hóa Wat Pho ở Champasak thuộc miền nam nước Lào. Và theo các bạn Lào thì xưa kia ngay tại chỗ tháp Xá Lợi ở giữa khuôn viên chùa này thì có một cây hang cổ thụ. Một vị sư già đã xuất hiện khá bí ẩn và hàng ngày tựa lưng vào cây hang thiền định. Đến một ngày thì vị sư già thăng thiên trong tư thế tọa thiền và chỗ nhà sư Viên Tịch, người ta dựng lên một cái tháp để lưu giữ Xá Lợi của ông. Mặc dù được người Pháp khôi phục vào năm 1930, nhiều chi tiết kiến trúc đã không còn giữ được nguyên gốc, nhưng trong nhân gian, người Lào vẫn coi đây là mảnh đất linh thiêng vì được Phật giáng. Inh Hang, tiếng Lào được gọi là tựa vào hang. Và đây chính là ngã ba Ban Pho Sai. Và một đường thì phía bên tay trái của chúng ta có thể đi lên phía Bắc Xế, và một đường chúng ta sẽ tiến thẳng về Savannakhet để đi lên Viêng Chăn. Đường ở đây thì nói chung cũng không được tốt lắm bởi vì khá là bụi. Chính vì vậy thì các bạn đi trên đường các bạn nên quan sát cho thật kỹ. Và theo lịch trình thì mình sẽ đi lên Savannakhet, sau đó đi lên Viêng Chăn. Và mình muốn tìm hiểu tất cả những cái phong tục tập quán và các món ăn ẩm thực tại Lào. Và tất nhiên thì Viêng Chăn là thủ đô của Lào, chính vì vậy thì cũng là cái nơi mà các bạn nên đến để trải nghiệm và thưởng thức tất cả những cái điều lý thú của người dân nước bạn Lào. Có một điều rất là hay là người Lào chính gốc, người ta sẽ không làm ngày chủ nhật, không có làm việc ngày chủ nhật. Mình xin nhắc lại là không làm việc ngày chủ nhật. Chứ vậy nếu như mà ngày chủ nhật, ngày cuối tuần mà nếu như các bạn đi ra đường mà các quán xá hai bên đường nếu còn bán thì đó chính là người Việt chúng ta đang làm. Còn thực chất người dân gốc Lào thì người ta sẽ không có làm việc ngày chủ nhật, tất cả đều nghỉ. Hai bên đường chúng ta tiến lên Thát Inh Hang, đa số là thấy hầu như là số lượng mà người dân bán muối, mà muối tinh ở Lào rất là chất các bạn, muối mỏ luôn. Và chúng ta đã đến dừng chân tại Thát Inh Hang, nằm cách Savannakhet 15 km, ngay bên quốc lộ 9. Chính vì vậy nên tạo được sức hút du khách mạnh mẽ từ khi hành lang kinh tế Đông Tây thông tuyến. Và khuôn viên chùa tháp nhìn từ Google Earth có dạng hình vuông, bốn mặt tường rào quanh bằng gạch. Và bên trong tường rào là bốn hành lang có mái che ken dày những tượng Phật bằng đất nung màu vàng và sắp hàng thẳng tắp. Điều lưu ý khi đến đây thì các bạn có thể mua hoa như thế này để mang vào và cầu nguyện. Và đặc biệt đối với nam giới, chúng ta phải mặc quần dài hoặc là quần sóc nhưng mà phải quá đầu gối. Còn đối với nữ giới, nếu như chúng ta lỡ mặc quần ngắn hoặc là váy ngắn thì chúng ta phải buộc một cái váy mà ở ngay cái ngôi chùa này người ta cung cấp thì buộc ngang
ngang hông và cấm không được để lộ ra những cái điểm gọi là nó phản cảm để đi vào bên trong. Tháp Xá Lợi hình chóp nón cao 10m ở chính giữa khuôn viên và xung quanh các góc tường là các cánh cửa gỗ là những hình tượng tròn bằng sa thạch hoặc là phù điêu trang trí tinh vi bằng gỗ mô tả Đức Phật đang thiền định giữa đài sen. Và những hình tượng như chúng sinh, chim chóc, rắn, hoa lá. Ở tại khu nhà lễ là nơi nhà sư tụng kinh, cột chỉ cổ tay để cầu phúc. Và có một tượng Phật bằng đồng chỉ cao bằng 40cm nhưng mà khá nặng. Du khách sau khi khấn vái nếu nhấc được thì có nghĩa là đã được độ trì cho suốt hành trình của mình. Và đến đây thì hầu như bao nhiêu mệt nhọc cũng được rũ bỏ. Và nhờ đó Thát Inh Hang, Bảo tàng Khủng Long, Thư viện cổ bằng đá cây cùng những đền chùa khác mà du khách Nam Châu đã tìm đến Savannakhet ngày càng đông. Và đến đây thì chúng ta lưu ý là nên đến gặp các nhà sư và chúng ta nên xin buộc chỉ ở cổ tay. Tất nhiên đây là một cái tập tục cực kỳ linh thiêng và cực kỳ quan trọng khi bạn đặt chân đến Thát Inh Hang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi quanh và quan sát một tí xíu về cái nơi linh thiêng này và tìm hiểu về tập tục buộc chỉ cổ tay. Ma La Tinh Thi Lan. Ma La Tinh Thi Lan. Pa Wang. Pa Wang. Pa Wang. Pa Wang. Ma Don Phuen. Ma Don Phuen. Pa E. Pa E At Ta Ro. อะเออัตตโรอนิโมทามิอนิโมทามิอาหารวันทาอาหารวันทามิทุระโตมิทุระโตอาหารวันทาอาหารวันทามิทาตุโยมิทาตุโยอาหารวันทาอาหารวันทามิสัพพะโสมิสัพพะโสราชตังสุวรรณราชตังรัตมังรัตมังปัตตังปัตตังอาหารวันทาอาหารวันทาก็มีตัวอย่างอะมีตัวอย่างอะไปว่า
con đi, hai con đi, hai con đi, đi con sau, đi con sau, đi con sau. Và giờ con đấy, phụ con sạch, con nào, phụ con khóa, con đi, phụ con thông trông, con lại phụ con lên, phụ tập, phụ con sau, con luôn, phụ phải đơn tăng khăn, phụ phải làm tăng kéo. Đã có phụ khá là, văn này như này, lắm mấy lúc là xúc, hàng ngày, như đi hèn, như đi xúc, con xung dân không chết, giờ lại không thay giờ đi. Em đi, em đi, vận động xúc khăn, khóa lăng, xa, thú. Kayang kamang wajang kamang patakina patakina mando kamang panikiti patakina patakina nikatawa narapan tatri patakini. Thưa các bạn, sau khi rời khỏi Thát Inh Hang thì chúng ta sẽ tiến về Savannakhet, khoảng cách chỉ có mười mấy cây số thôi. Và trên đường đi chúng ta sẽ thấy ô tô dọc đường rất là nhiều, hầu như đúng là xứ sở xe bán tải. Nhưng mà chúng ta không hề nghe một tiếng còi nào cả, kể cả việc chúng ta dừng đèn đỏ. Và Savannakhet là thành phố lớn thứ hai, được coi là thủ phủ kinh tế ở Lào. Và ở đây có rất nhiều khu nghiệp. Và tên gọi Savannakhet có nghĩa là thành phố thiên đường. Và Savannakhet cách Viên Chăn gần 500 km, và cách Tha Khẹc, tỉnh lớn thứ hai của Lào, là khoảng 140 km. Tuy địa điểm du lịch ở Savannakhet không có nhiều di tích lâu đời như là ở Luông Pha Băng, không phát triển như là Viên Chăn, nhưng mà ở đây có rất nhiều công trình cổ kính như là chùa Wat Sai Pha Phom, bảo tàng khủng long dinosaur nằm ngay trên bờ sông Mekong. Chúng ta có thể đi ra bờ sông và đi tới những địa điểm này rất là dễ. Ngôi chùa này được gọi là ngôi chùa lớn nhất được xây dựng từ thế kỷ thứ 15 và mang nhiều ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Lào. Và lại nói về câu chuyện về xe hơi tại Lào thì 40% xe ô tô đang lưu hành tại Lào thuộc các thương hiệu Hàn Quốc. Và tại đây thì Hyundai và Kia chiếm vị trí độc tôn, trong khi các quốc gia Đông Nam Á khác thì thường là thích xe Nhật. Với dân số khoảng 6,6 triệu dân thì mức tăng trưởng kinh tế khá là cao, trung bình khoảng 8% trên một năm, thì Lào trở thành thị trường xe hơi mới nổi và tỷ lệ người mua chiếc xe hơi đầu tiên rất là lớn. Hầu như xe nhà nào cũng có xe. Số lượng xe mới tiêu thụ tại Lào khoảng 30.000 chiếc mỗi năm. Và trong vài năm qua thì đây là thị trường nhỏ thứ 3 Đông Nam Á, chỉ lớn hơn Brunei và Singapore. Ngoài các mẫu xe bình dân của Hyundai, Kia và Toyota trên đường phố thủ đô Lào thì không hiếm những chiếc xe Mercedes, Lexus hay là Porsche cũng lưu hành rất là nhiều. Và theo những người sống ở đây thì cho rằng là đất nước đang trong giai đoạn phát triển bong bóng với sự nở rộ của các công ty bất động sản, thì việc giá đất của Lào cũng tăng đột biến, khiến cho các nhà đầu cơ có cơ hội lên đời xe hơi sang trọng rất là dễ.
Và tại Lào thì tổng giá trị thuế trên một chiếc xe hơi mới vào khoảng 100%, trong khi thu nhập bình quân đầu người tại quốc gia này năm 2015 khoảng 1.793 đô một năm. Và mức thu nhập tại thủ đô Viên Chăn thì cao gấp đôi, trên khoảng 3.000 đô trên một năm. Và bản thân xe hơi Nhật Bản đã thống trị tại thị trường ô tô Đông Nam Á, nhưng đó là thị trường Đông Nam Á mà có một đất nước đứng ngoài xu hướng tiêu dùng của khu vực, đó là Lào. Và người tiêu dùng tại đây thì thường chuộng xe Hàn Quốc. Chính vì vậy các thương hiệu như Hyundai, Kia chiếm vị trí độc tôn tại quốc gia này. Và tất nhiên thì xu thế đó thì Hyundai là một công ty quốc doanh lớn nhất tại Lào theo báo cáo của cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc. Và sự phổ biến của xe Hàn Quốc tại quốc gia này là một phần bởi chiến dịch marketing khôn khéo của Cola Group, một công ty Hàn Quốc có trụ sở tại Viên Chăn và chuyên phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Hàn Quốc. Các hãng xe ô tô Hàn Quốc đã thúc đẩy thị trường tăng trưởng nhờ các chương trình xúc tiến bán hàng và được thực hiện trong một thời gian dài. Còn đối với các thương hiệu xe Nhật thì người dùng thường phải trả trước 30% giá trị chiếc xe, phần còn lại được trả góp trong vòng 3 năm. Nhưng mà nếu như các bạn mà mua xe Hàn tại Lào thì khách hàng chỉ phải trả trước tầm 10%, phần còn lại có thể trả trong vòng 5 năm. Và điều này giúp cho những người lần đầu mua xe hơi cân đối được cái nguồn tài chính và có thể là mua được xe cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa thì các nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc định giá tương đối thấp. Ví dụ như dòng xe sedan hạng trung Hyundai Elantra có giá chỉ 20.000 đô thì nó rẻ hơn gần 10.000, rẻ hơn gần 10.000 so với Corona Artic của Toyota. Mặc dù chuộng xe Hàn nhưng mà trên đường phố chúng ta cũng gặp cũng khá nhiều lượng xe Toyota, bởi vì Toyota có thế mạnh riêng bởi vì chất lượng tốt và giữ giá. Và xe Toyota đã qua sử dụng vẫn được bán với mức giá cao. Chính vì vậy, nhiều người cho biết sẽ dùng Toyota nếu như mà điều kiện tài chính cho phép. Và những chiếc Toyota yêu thích tại Lào bao gồm Camry này, Land Cruiser hay là xe Hilux loại bán tải ấy, và một số thương hiệu khác Nhật khác như là Honda hay Nissan vẫn có nhưng mà khá là hiếm gặp tại quốc gia này. Và ở quốc gia này thì đa số sử dụng xe dầu nha các bạn, xe chạy bằng dầu. Đối với Lào thì hầu như là nói không với xe cũ kỹ ấy. Nó xe quá cũ thì người ta sẽ không dùng. Nếu những chiếc xe cũ chiếm phần lớn tại Myanmar và Campuchia thì dân Lào thì lại thích xe mới. Việc nhập khẩu xe hơi đã qua sử dụng bị cấm từ tháng 6 năm 2012. Chính vì vậy xe cũ rất hiếm tại Lào, và theo chính phủ Lào thì những chiếc xe đã qua sử dụng thường không đủ tiêu chuẩn an toàn. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn và chính phủ cấm. Và một lý do khác khiến cho Lào cấm nhập xe cũ bởi vì lo ngại ô nhiễm môi trường. Và điều này hoàn toàn khác biệt so với hai quốc gia láng giềng là Myanmar và Campuchia. Chính vì vậy ở Lào rất là chuộng xe ô tô, và hầu như chúng ta nhìn thấy xe ô tô rất nhiều, cho nên không nhiều xe máy như ở nước ta và Phnom Penh. Các xe di chuyển rất là trật tự và hầu như, xin nhắc lại là không có bấm còi. Nhìn chung thì văn hóa giao thông Lào rất là cao. Thưa các bạn, chúng ta đã ra phía bờ sông Mekong của Savannakhet, và theo mình khuyên thì các bạn nên thuê một khách sạn ở phía ngoài bờ sông này, vừa mát mẻ và vừa có cơ hội đi tham quan cũng như thưởng thức các món ăn ở khu chợ đêm tại đây. Và các bạn để ý là phía bên tay trái của chúng ta đó là khu vực chùa cổ mà chúng ta có thể đến ghé thăm khi mà muốn ở lại Savannakhet này. Lưu ý là những điểm nhấn du lịch tất cả đều nằm ven bờ sông này, như là chùa cổ này, bảo tàng dinosaur. Đặc biệt là đêm đến là chúng ta có thể ra bờ sông thưởng thức các món ăn nướng này, lẩu cá lăng thần thánh và cực kỳ nhiều món ăn ẩm thực tại đây. Chúng ta cứ thoải mái đánh chén no bụng rồi về. Và thức ăn ở Lào thì cực kỳ an toàn, các bạn an tâm, không bị đau bụng. Và mình xin nhắc lại là tiêu tiền ở Lào thì chúng ta cứ nghĩ như là tiền ở Việt Nam. Ví dụ như là người ta nói là 20.000 thì chúng ta cứ nghĩ là 20.000 đồng Việt Nam. Chứ còn nếu như mà chúng ta nghĩ đến 20.000 kíp mà chúng ta nhân 3 lên thì chúng ta lại không dám tiêu tiền. Và xin nhắc lại cho các bạn như vậy để có thể là
thoải mái trong quá trình trải nghiệm. Và nếu như mà tiếc tiền quá, chúng ta có thể tằn tiện một tí xíu. Và thông qua đó thì chúng ta nên tiết kiệm tiền là một tí xíu và chi tiêu đúng cái mục đích. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi dọc bên bờ sông Mekong và ngắm cảnh bên triền sông xem như thế nào nha, để các bạn có thể đến đây và trải nghiệm. Và lưu ý rằng ở khu vực này khách sạn rất là nhiều, các bạn nên chọn một khách sạn tùy theo cái sở thích cũng như giá tiền hợp lý để chúng ta có thể ở lại qua đêm ở tại Samanakhet. Thank you.
Người Lào có cái hay là ngày chủ nhật làm gì làm phải nghỉ. Bất kể các quán ăn hay là gì đi chăng nữa thì chủ nhật cũng phải nghỉ. Người ta nghỉ đi chơi, cũng không có phục vụ, ai làm gì đó là làm. Đấy, quán cà phê đấy, bình thường là rất là đông. Rồi bây giờ thì nghỉ hết, đóng cửa, nghỉ sạch. Ai làm gì làm, bố mày đi chơi, kiểu thế. Hầu như tất cả ở quán xá các bạn có thể thấy là ngay chủ nhật ở Lào là nghỉ hết. Nghỉ sạch, xanh xanh. Ngoài đường không ai bán luôn, chỉ có người đi chơi thôi. Quá đỉnh. Vắng teo luôn. Ngày chủ nhật của người ta đấy. Và buổi sáng chủ nhật thì đa số người Lào gốc sẽ mang đồ ra đường cho sư đi cất thực như thế này đây. Các bạn có thể thấy như là người ta sẽ mang ra đường và cho nhà sư đi cất thực. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi đổ xăng. Và lưu ý rằng là đổ xăng A95 hay là còn gọi là RON 95 ở tại Lào thì cực kỳ khó khăn bởi vì hiếm. Đa số các cây xăng là toàn bán dầu, diesel hoặc là xăng A91. Chính vì vậy thì các bạn phải lưu ý là nên vào các cây xăng mà có chữ Plus Super 95 này này thì chúng ta sẽ đổ được xăng A95, nhưng mà khá hiếm ở trên đường. Chính vì vậy khi đổ xăng thì các bạn nên đầy bình luôn, đổ một lần cho luôn, bởi vì khá khó khăn khi tìm thấy cái trạm xăng có A95. Còn bây giờ thì chúng ta đi ăn sáng tại Samanakhe thôi, bởi vì mỗi nơi một cái khác. Ở đây thì có món mì ốp la này, có các món cháo này, cháo bột, nhưng mà mỗi nơi có một cách chế biến khác nhau. Vâng, thưa các bạn, đây chính là ngã ba Seno, nơi có quán gà nướng thần thánh mà tất cả cánh tài xế đều phải ghé tại đây ăn tối, hoặc là những người tham quan du lịch thì ghé ở đây ăn tối. Ở đây có rất là nhiều món ăn, nào là trứng nướng này,
thịt nướng này, rồi là cơm, kiểu như cơm khô, ăn khá giòn và rất là đậm vị. Rồi là gà nướng. Giá cả ở đây thì cũng khá bình dân các bạn. Cơm khô. Thường thì về đêm ở ngã ba Seno này rất là đông khách. Chính vì vậy các bạn có thể đến bất cứ quán nào để có thể thưởng thức món gà nướng này. Ôi, cùng cái đôi chào. Đây là món thịt nướng. Hầu như ở đây thì chỉ xuất hiện các món nướng thôi, từ thịt nướng, gà nướng cho đến trứng được nướng. Và cách chế biến món xôi thì chúng ta hãy cùng vào trong để có thể tìm hiểu sơ qua một tí xíu. Người ta sẽ nấu xôi ở cái chõ như thế này và hong xôi khô lên. Sau đó làm tơi ra thì chúng ta có thể dùng tay để bóc xôi mà không dính vào tay. Và sơ bộ thì ẩm thực độc đáo của Savannakhet có thể kể đến như là xôi nếp nương này, món gỏi tamahung này, gà nướng Seno này, rêu chiên độc đáo hay là món bia Lào thì chúng ta có thể thưởng thức. Tất nhiên thì mỗi nơi mỗi khác, và hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm tại Savannakhet thôi, và sẽ tiếp tục với phần tiếp theo, sẽ tiến lên Viêng Chăn, thủ đô của Lào. Nếu chỉ để du lịch tại Savannakhet thì chúng ta tốn cực ít tiền, tầm khoảng 3 triệu đồng là thoải mái tẹt ga. Và các địa điểm du lịch chính của Savannakhet thì nằm ngay bên bờ sông Mekong, rất dễ để tham quan. Và các bạn đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của mình, và để đón xem các phần sau, chúng ta sẽ theo mỗi hành trình đến mỗi địa điểm để có thể khám phá. Cảm ơn tất cả các bạn, hãy đón xem phần 2 nha.